Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Thì trong clip ngày hôm nay Nhuận sẽ cập nhật giá cho các bạn của dòng Alex 2022 từ phiên bản 125 và phiên bản 150 theo yêu cầu các bạn luôn. Và cửa hàng bên mình ở địa chỉ là Nhuận Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay Nhuận sẽ giúp cho các bạn cái thứ nhất là phân biệt 125 nó bao gồm những cái phiên bản màu nào và những phiên bản nào. Phiên bản 150 cũng là phiên bản màu nào, rồi cách phân biệt đâu là 125, đâu là 150. Khi mà các bạn, nếu mà các bạn không để ý thì rất là khó là phân biệt đâu là 125 và đâu là phiên bản nào ha. Các bạn cùng Nhuận thì mình sẽ xem hết clip này, thì đâu đó thì Nhuận sẽ các bạn sẽ dễ dàng phân biệt ha. Thì đối với phiên bản 125 bao gồm những phiên bản màu, từ đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn. Thì phiên bản tiêu chuẩn là những phiên bản màu bóng như thế này các bạn, nó bao gồm những màu sơn, ví dụ như là trắng đen, đỏ đen, xám đen và xanh đen. Thì bốn phiên bản này thì giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 45.990.000 đó các bạn. Thì giá này đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí biển số lăn bánh nha các bạn. Rồi, điểm phân biệt các bạn 125 nữa. Các bạn có thấy là cái kính này giống như là cái kính chắn gió đó các bạn. Nói chung là tạm gọi kính chắn gió đó cho dễ. Thì nó sẽ 125 nó xếp bằng hơn. Các bạn khi các bạn để ý các bạn sẽ thấy rõ. Thì do là nhân viên của mình là bên mình là bán xe thường xuyên cho nên là nhìn cái là biết rồi. Do có thể là nhìn cái sơ qua là màu sắc là biết rồi các bạn ha. Đây, cái kính này nó sẽ bằng. Còn 150 các bạn thấy cái kính nó sẽ cao hơn là các bạn ha. Một đây là 150 nè. Và hơn nữa 150 á, thì nó dạng như là nó phối màu nè các bạn, nó sẽ một màu sắc thôi, nó không có mặt nạ, phần mặt nạ trước á, nó không dạng như hai màu sắc. Còn 125 thì dạng như hai màu nè. Đó là khi mà các bạn mình phân biệt đâu là 125, 150 là như thế nào. Thì khi các bạn mua xe ở những cửa hàng khác á, không phải cửa hàng bên mình á, thì các bạn cũng dễ dàng phân biệt để tránh là bị lừa dối đó các bạn ha. Nói chung là giúp cho các bạn là đơn giản đó ha. Rồi kế tiếp là phiên bản đặc biệt nè các bạn. Phiên bản đặc biệt của 125 là phiên bản màu đen vàng đồng, nó chỉ có một màu sắc thôi, nhưng mà đặc điểm của nó là màu xanh, màu dạng như màu đen nhám. Nó là màu đen nhám ha. Tất cả những cái phiên bản đặc biệt của Honda, nói chung là cái gì đặc biệt đụng nó đặc biệt là màu đen nhám ha, màu đen nhám của 125 này các bạn. Và ở phiên bản 125 này cũng có không có phanh ABS luôn nha. Phanh này là dạng như là phanh CBS thôi. Đây nè, phanh CBS màu đen nhám nè. Nếu như các bạn gặp mà tự nhiên gặp cái phiên bản màu đen nhám này mà có phanh ABS mà báo đây là phiên bản 150 thì không phải nha các bạn. Thứ nhất là có thể là dòng này là độ màu, thứ hai là có thể là các bạn đã bị lừa rồi ha. Rồi, phiên bản 125 các bạn thấy là sử dụng là thắng kết hợp. Khi các bạn phanh một bên thì có thể là ăn cả bánh trước rồi bánh sau, rút ngắn hành trình phanh cho mình nha các bạn. Rồi, nó cái gì nó khác 150 á, là kính chắn gió ở trên, màu sắc phối màu dạng như hai màu sắc, và cái cuối cùng á, là phanh ABS. Và thêm một cái bổ sung nữa là sử dụng nó không có cổng sạc nha các bạn. Không, vị trí này không có cổng sạc, đối với 150 là nó có ha. Thì ở giá ở phiên bản này là 46.990.000 ha. Kế tiếp là phiên bản giới hạn các bạn. Mình sẽ tìm một cái phiên bản giới hạn cho các bạn xem ha. Đây là phiên bản giới hạn này các bạn. Phiên bản giới hạn của 125 thì nó sẽ cũng như vậy luôn ha. Tất cả thiết kế đều như vậy hết, nhưng mà nó chỉ có khác về cái màu sơn so với những phiên bản còn lại thôi. Thì tem thì dạng tem cũng khác luôn nè. Tem thì màu sắc cam ở trong vị trí này ha. Thông số cũng giống nhau, 1.99 thì nó tương đương tầm khoảng cỡ 1 lít xăng đi khoảng 50 km đó các bạn. Rồi kế tiếp là mình sẽ cập nhật về giá ha. Giá của phiên bản này sau trừ khuyến mãi là 48.990.000 nha các bạn. Rồi kế tiếp là phiên bản 150. Phiên bản 150 thì các bạn đã biết rồi, thì Nhuận đã nó giới thiệu từ đầu rồi. Kính chắn gió cao hơn, một màu sắc, nó đơn điệu hơn, và có phanh ABS. Đây là cái phanh ABS nè các bạn. Đây, phanh ABS là những cái găng nhỏ trong đây, và trên đây là cọng dây ha, cọng dây cảm ứng khi cảm biến tốc độ của mình đó. Khi mà mình lỡ có thắng gấp ở trên đường, ưu điểm của nó là khi mình thắng gấp, lỡ như cái thắng gấp gì đó thì nó sẽ không bị dính đĩa. Lỡ có thắng gấp gì đó thì bánh xe nó dạng như nó quay chậm dần, thì lúc đó là mình sẽ còn lái được, và nó có hệ thống cân bằng cho mình nữa, nó sẽ không có bị đứng bánh so với những dòng xe thắng thường. Thắng thường là thắng đĩa thường đó các bạn. Và kế tiếp là sử dụng có cổng sạc ha. Đó, có cổng sạc nè các bạn. Rồi, thì tất cả 125, 150 đều sử dụng hệ thống khóa thông minh. Khóa thông minh thì nó có những chức năng, ví dụ như là khóa xe, mở xe ở phạm vi 2m, Và tìm xe và chống trộm ở phạm vi là 50 m đó các bạn. Rồi ở phiên bản này, giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 60.490.000. Kế tiếp là phiên bản đặc biệt màu đè màu xanh nhám, xanh đen đó các bạn. Thì xanh xám đen đó, thì xanh xám đen các bạn thấy yên nè. Cái yên các bạn thấy phiên bản tiêu chuẩn á, thì bao gồm những màu, bây giờ quên cập nhật màu rồi. Phiên bản màu bao giờ bao gồm những màu đỏ nè, phiên bản màu xanh nè, các bạn. Đây, đỏ, xanh, đen ở phía trước đó, có phiên bản màu xám nữa. Thì hiện tại phiên bản màu xám thì không thấy, cho nên thì bây giờ cập nhật giá ha. Giá hiện tại của phiên bản này là 60.490 ha. Cuối cùng kế tiếp là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt là phiên bản màu xanh xanh xám, thì các bạn cũng rất là thích phiên bản này rất là nhiều. Đa số các bạn từ 80 đến 90% các bạn khi mà các bạn mua xe Alex 150 hộp vô 150 là y như rằng là các bạn đều lựa chọn phiên bản xanh xám này ha, cực kỳ đẹp luôn. Đây là màu theo tâm lý các bạn thì đây là màu nhám, nhưng mà cuối cùng á nó cũng là nhám, nhưng mà nó không phải là nhám đâu, nó dạng như là mịn, nó rất là mịn luôn. Nó cũng tương đương so với màu bóng đó các bạn ha. Ưu điểm của màu này là màu cực kỳ sang trọng luôn. Ví dụ các bạn sở hữu màu này, do là phiên bản màu này là màu mới cho nên đó là nó sẽ không bị trùng màu so với tất cả các phiên bản của dòng xe Alex, và nó sẽ mang đến cái vẻ của mình nó giống như là độc quyền màu sơn vậy các bạn ha. Nó ít người sử dụng, nó gần như độc quyền thôi chứ không phải độc quyền đâu ha. Giá của phiên bản này là 61.490.000. Kế tiếp là phiên bản giới hạn. Phiên bản giới hạn thì không có xe, hết xe rồi, nhưng mà những cũng cập nhật giá ha. Bây giờ tạm quay chiếc này đi, cũng giống hệt nhau không có gì đâu. Kính chắn gió cao hơn ở phần này, rồi có ABS, rồi có cổng sạc giống hệt. Thì giá hiện tại có phiên bản 150, phiên bản giới hạn có ABS, giá hiện tại là 63.490.000 đó các bạn. Rồi khi các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng nữa, là bao gồm một nón bảo hiểm, một cái áo thun, 2,5 lít xăng. Các bạn sẽ được tặng thêm 2 năm bảo hành nữa, là tổng cộng mình sẽ được 5 năm bảo hành. Cao nhất trong tất cả các hệ thống hết Honda chính hãng của Honda là chỉ được 3 năm bảo hành thôi. Thì bên cửa hàng mình được 5 năm bảo hành. Rồi mình có gắn phụ kiện bao gồm ba ga, thảm lót chân, phủ nano, dưỡng sơn, rồi quấn ống xăng, chống hết bình. Chống hết bình có nghĩa là mình lỡ như trường hợp mình quên tắt bình xe đó, thì có hệ thống tự động ngắt, thì sẽ được giảm giá cho mình là 30%. Rồi kế tiếp là chương trình trả góp. Thì đối với dòng xe Alex này cũng được chương trình duy nhất hệ thống Hồng Đức bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là trả góp với gói là 0% lãi suất luôn, có nghĩa là nó không có lãi suất. Thì các bạn yêu cầu các bạn chỉ cần trả là 30% giá trị xe, thì 30% nó tương đương tầm khoảng cỡ 12-13 triệu thôi, thì các bạn hưởng chương trình 0% lãi suất rồi. Đặc biệt thời điểm hiện tại là nó đang trong mùa dịch nữa, thì việc mua xe mình nó là được hỗ trợ 0% lãi suất là cực kỳ tốt cho các bạn luôn ha. Rồi bên mình, cửa hàng bên mình vẫn có chương trình lên hồ sơ online cho các bạn đầy đủ luôn. Đối với các bạn nào cần lên hồ sơ online, có thể là nhắn tin Zalo cho Nhuận để các bạn Nhuận có thể là giúp cho các bạn lên hồ sơ online. Khi nào hồ sơ đậu có thể là ra cửa hàng mình nhận xe sau. Rồi bên cửa hàng bên mình vẫn có chương trình giao xe tận nhà các bạn, đối với các bạn nào ở vị trí gần hơn bên mình, ví dụ như là Sóc Trăng hoặc là Cà Mau, Bạc Liêu gì đó, bên mình sẽ giao một cách nhanh chóng và miễn phí tiền công luôn nha các bạn. Đó, xa hơn thì hiện tại bên mình chưa giao được, lý do là dịch bệnh đang phức tạp nên là hạn chế xa hơn ha các bạn, thông cảm nha. Thời gian sau có lẽ là có thể là giao được đó các bạn. Rồi Nhuận sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cái chương trình nữa là chương trình thu cũ đổi mới. Ví dụ như là mình có dòng xe đời trước không sử dụng, hoặc là dòng xe tàn phế chẳng hạn, cứ việc đem ra cửa hàng bên mình đi. Bên mình các mình sẽ thu lại cho các bạn với giá là cũng tốt để giúp cho các bạn mình đổi xe mới. Và cái quan trọng là các mình sẽ mua xe mới thì được giảm giá thêm 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá đó các bạn ha. Rồi thì cái clip báo giá dòng xe AB 2022 đến là kết thúc nha các bạn. Các bạn nào muốn Nhuận review dòng xe nào, màu sơn nào, có thể là để comment phía bên dưới thì Nhuận sẽ review theo yêu cầu luôn nha. Rồi Nhuận xin chào và cảm ơn các bạn đã xem.